này xé thế này ra đây. Đi. Các con này xé như cái này ra đây, ra cái gối thế này mà con xé thế này. Mày bảo tí đi ngủ cơ mà. Bây giờ con đắp lại cái gối đi. Nắp lại thành cái gối cho mẹ. Đi ngủ mà hai xé bên hết các cái gối ra thế này à, vừa đi nhá, vừa đi tí nhá nhá. Con nám nào mà vụn dí cái gối này đây. Cái nhẹt hết vào đi. Nhẹt túi hết vào đây. Đưa hết vào cái túi này. Nhét vào. Cái nhét vào. Mày lấy cái que nó thật chuẩn bây giờ đấy. Nhét đút vào túi nhé. Đưa hết vào đây. Một tê đặt ống hút xuống. Một tê mở cái này ra. Đút vào. Thả các cái ống hút vào đi tí. Thả ống hút vào đấy nốt.
Chưa ăn xong chưa? Còn thế còn cái ống hút thì thế nào? Hả? À. Ống hút thì bỏ đi như thế nào? Bỏ thì cho vào đây. Thì con cầm. Con cầm đi ngủ gì? Thế đứng dậy, mẹ lát cho đi ngủ đâu. Ra mẹ bảo. Nhìn sao anh có xé gối nữa? Có. Con gì? Em bắt em. Con không. Con ôm. Nhớ đấy nhá. Bây giờ con nằm gối kia gì? Giải hồ mới bắt đi ngủ, ngồi xé gối. Mình tin này, xin lỗi mẹ đi. Đặt ống hút xuống. Lần sau con không thế nữa. Nói to. Nhớ nhá. Lần sau mẹ cho phất trần vào đít nhá. Nằm xuống. Đặt ống hút ra một góc đi. Cần cất ống hút đi. Mai ngủ dậy rồi đấy. Con nằm xuống.